trân trọng chân thành đề nghị các em học chung với cha mẹ của mình. Và tôi cũng chân thành trân trọng đề nghị cha mẹ học chung với con cái của mình. Trong suốt 7 năm làm việc tại Việt Nam, tôi nhận ra một điều là nếu như tôi chỉ có hướng nghiệp cho các em mà không có sự đồng thuận của cha mẹ thì cơ hội thành công rất thấp. Và nếu tôi chỉ có hướng nghiệp cho cha mẹ mà không có sự đồng thuận của con cái thì tỷ lệ thành công cũng không cao. Vì cái văn hóa phong tục người Việt Nam của mình, giá trị gia đình rất quan trọng, cho nên tôi đề nghị các anh chị, cha mẹ và các em hãy cùng nhau học khóa này.